từ xa đến. Bây giờ bà con của bác lợn chia sẻ này, anh này anh quá bức xúc. Bây giờ nói bà con bác nói nhiều lắm rồi, cái gì mà giao dịch ở trên mạng xã hội là nó lừa đảo bà con. Ví dụ mình mua xe cũ, mình đến cửa hàng xe cũ mình mua ha, đến cửa hàng xe cũ mình mua, hoặc là mình mua xong mà ví dụ mình mua xe cũ, xe máy Honda đi, mua xe cũ rồi bây giờ giấy tờ không giả nhiều lắm, mua xong kêu nó ra, bây giờ ví dụ mua xe cũ xong ra cũ đi, đến một phòng chứng liền, đến một phòng chứng liền là chứng minh bán, hiện nay giấy tờ giả lắm theo đó. Nên mọi người nên cảnh giác trên đời này, hiện nay là mua xe cũ cũng cảnh giác. Cái hàng này cũ lớn nhưng mà mua xong rồi nó chuyển thì ngày mai thứ hai nó ra đến trên nó công chứng được ra thứ hai là nó không đi. Bây giờ nó làm gì, mình mua xe là đại ra công chứng nha, mua bán. Còn anh này anh mua xe điện, anh lên cái trang mạng xã hội nha, anh lên mạng trang mạng xã hội thì anh mua xe điện cũ rồi anh đặt cọc 3 triệu đồng, đặt cọc 3 triệu đồng thì nó chặn rút Zalo luôn đó. Nên mọi người là bên cảnh giác cái đời này, có nói mọi người nhiều lắm rồi, giao dịch trên mạng cái gì thì đến cửa hàng nó coi. Ví dụ con đi mua, con gấp nhà, cái nhà con đi mua cái gấp cái phòng trong hơi là con lại cửa hàng nó coi được về, lại là con đặt cọc ngay cửa hàng nó luôn, địa chỉ ngay cửa hàng nó luôn. Nên mọi người là bên cảnh giác, không có giao dịch trên mạng hiện là lừa đảo rất là nhiều. Đó, bà con có thể chia sẻ mạnh mấy người mọi người thật là đau lòng. Hiện nay là cứ bà con mở được cái mạng lên mạng chia sẻ mua bán trên mạng rất là đau lòng. Anh này anh cũ, anh không có tiền mua xe cũ mà lên mạng mua rồi đặt cọc 3 triệu mất tiền luôn. Đó là mọi người chia sẻ. Rồi xin phép anh trai nhé, anh có thể anh giới thiệu anh họ tên là gì? Tôi tên là Lê Văn Hùng. Lê Văn Hùng à? Anh Hùng quê quán ở đâu? Tôi ở Đồng Tháp. Quê quán Đồng Tháp. Hiện nay anh đang sinh sống tại đâu? Hiện nay tôi đang sinh sống tại ngã tư Hòa Lăng. Rồi Bình Dương. Rồi hôm nay anh về đây, anh nhờ anh em ở phía Bình Dương ghi hình và truyền tải cái thông điệp của anh làm sao? Nhưng vào khoảng ngày 10 tháng 9 2003, tôi có tìm trên mạng là mua chiếc xe đạp điện để cho con tôi nó đi học, vì thấy nó nhỏ mà nó đi xe đạp á thì thấy nó cũng tội. Rồi tôi mới tìm trên mạng thì thấy nó có bán là chiếc xe đạp điện là 3 triệu đồng, tôi thấy rẻ rồi với là phù hợp với túi tiền của mình, tại vì tôi cũng bán nhỏ thôi, cũng không có tiền khả năng để mua những chiếc xe mới, thành thử ra tôi mới thấy nó rẻ tôi mới mua. Rồi tôi mới đặt cọc trước 1 triệu, tôi cũng sợ bị lừa nên tôi chuyển trước 1 triệu thôi, khi nào xe tới nhà thì tôi sẽ chuyển 2 triệu còn lại. Rồi trong khi đó thì nó bảo là qua ngày hôm sau á thì nó mới bảo là xe 12 giờ đến nhà. Rồi tôi mới là nói cái gì thì xe tới nhà tôi chuyển tiền luôn. Nó nói tại em làm hồ sơ bảo hành cho anh rồi nên thành thử ra anh chuyển tiền giùm em đi, trong vòng nửa tiếng nữa là xe tới rồi, xong mà xe đi liền đậu tại chỗ không có được đó. Rồi thành thử ra tôi mới thấy vậy tôi mới chuyển cho nó thêm 2 triệu nữa. Rồi chuyển xong rồi tôi chờ mãi chừng mấy tiếng đồng hồ không có, rồi tôi nhắn tin lại cho nó, nó kêu tôi gọi lại cho chỗ giao hàng mà nó đâu có cho tôi số điện thoại của giao hàng đâu. Rồi tôi mới nhắn tin lại tôi nói không có số sao gọi được. Rồi nó bảo là anh chờ thêm chút nữa, mà tôi chờ mãi là tới ngày hôm sau mà không có, rồi tôi nhắn tin và gọi điện cho nó là cũng không được đó. Rồi tôi mới nhờ người thân tôi gọi vô cái số của nó, gọi vô số mới đọc được. Được rồi, cái người thân tôi nói là cái đơn hàng tôi đặt vậy đó, rồi là nó chặn luôn người thân tôi luôn. Bao nhiêu số của người thân tôi gọi là hỏi là đều nó chặn hết. Anh cho hỏi anh là mấy người con rồi? Tôi 3 đứa. Dạ, trai gái? 2 gái 1 trai. Con anh lớn nhất là nhiêu tuổi rồi? Lớn nhất là nó học lớp 7. Còn nhỏ nhất đang học lớp 3. Ba bé đang học tại Bình Dương? Không, đang học ở dưới quê. Học quê hả? Rồi một năm là tốn nhiều tiền không anh? Nói chung thì tốn rất là nhiều tiền. Rồi bà xã anh đang làm công việc gì? Cũng mua bán ở Bình Dương mà. Ở đâu ạ? Bình Dương. Bình Dương luôn à. Hai vợ chồng anh sinh sống tại Bình Dương. Ba đứa con là gửi về quê. Rồi chào gọi là gia đình ha. Rồi một tháng hai vợ chồng anh thu nhập rồi ổn không? Lúc trước thì cũng được mà lúc này kiểu như công nhân nghỉ nhiều quá rồi buôn bán nó cũng không có. Tháng hai vợ chồng được 20-30 triệu không? Không ạ, kiếm là tiền 5-3 triệu thôi. Hai vợ chồng được 5-3 triệu. Trời ơi, vậy sao sống đất Bình Dương sao lưu về tiền với con?
Ừ, mấy tháng này sao mình đi mua xe xong ra cửa hàng anh mua mà mua trên mạng chi vậy anh? Thấy nó nói là nó gửi về dưới quê luôn á, còn quê nó xa mà mình mua rồi mình chuyển xe về nữa thì nó khó, nó nói là bảo là nó sẽ ship về tới nhà luôn. Mình thấy gì cũng tiện, mấy mắt thấy tai nghe tay sờ còn chưa được đúng không ạ? Mà anh nghe trên mạng bây giờ anh biết tên người ta chưa? Nó chỉ có cái đẩy cái tên là giá bả chằng gì đó thôi. À, giá bả chằng hả? Ừ. Ủa, bả chằng là chằng luôn rồi. Nó là ừ. Đang nó đưa vị trí là ở thị xã Gò Công. Ừ. Vị trí của nó là ở thị xã Gò Công. Đấy là vị trí thôi. Ừ. Còn bây giờ vị trí Campuchia, ừ. Trung Quốc anh đâu biết được. Đúng rồi. Người ta tên thật lên gì anh biết không? Không biết. Anh biết mặt chưa? Ta chưa biết. Đó. Số tiền 3 triệu đối với anh cái thời điểm này là nhiều ít. Rất là nhiều ạ. Rất là nhiều. Tiền này tôi mượn nè. Tiền đi mượn luôn. Mượn để thấy con nó tội về mấy trời ơi cho nó. Nó ham lắm, khi gọi điện cho nó bảo là mua rồi là nó mừng, đêm đó nó không ngủ luôn. Đêm không ngủ luôn, để mai chờ cha đi vay mượn mua được chiếc xe đạp điện cũ để về cho con đi học. Đúng không ạ? Nhưng đến giờ phút này là xe đạp thì không có, mà con thì hụt hẫng, mà cha thì đau khổ đúng không? Đây thực sự là rất nhiều hoàn cảnh, đến giờ phút này anh em chỉ Dương ghi nhận là không có một thông tin nào, một hoàn cảnh, một điều kiện là giống thế nào. Rất nhiều trường hợp vô cùng khó khăn. Đây là những người phải nói là những người nông dân đấy, vì nó là nhiều khi người ta cái sự tin tưởng, tin người đó, người ta cứ tưởng rằng không ai lừa đúng không ạ, ai cũng thật giống mình. Đến giờ phút này là 3 triệu của anh đã ra đi, mà con anh hiện đây là đang hụt hẫng đúng không ạ, mà rất buồn đúng không ạ. Bản thân anh là cái thực hiện cái ước nguyện để cho con, mua cho con một chiếc xe đạp cũ để con đi học, mà đến giờ phút này không thành công, mà tiền thì chưa biết là khi nào anh mới trả được. Đó, anh thấy như vậy là khổ. Đó, hy vọng trong thời gian tới đây cũng là một bài học cho anh cũng như cho các cô chú anh chị. Ai mua bán gì đó mình phải tới một là tới cửa hàng trung tâm, hoặc mình phải xem, phải thử, phải kiểm tra, phải bảo hành, bảo trì đàng hoàng. Còn nếu mà không may bây giờ em cứ cho là thật đi chăng nữa, nhưng người ta bán cho anh một cái xe đạp điện 3 triệu thật, chở tận nhà luôn, những cái xe đó có đi lăn bánh được, nhưng chỉ lăn bánh 1-2 ngày thôi là cái bình điện không hết 1 triệu mấy rồi, đúng không ạ? Anh vất đi không đành mà anh thay để cũng không được. Đúng không ạ? Đến lúc anh còn khổ hơn nữa. Đó. Đã khổ rồi, cái nghèo này gặp cái eo. Nó đến giờ phút này là con anh đi học bằng phương tiện gì đấy? Người ta cũng cho xe đạp cũ rồi sửa lại. Trời ơi. Vậy là xe đạp cũ đi chỉ sửa lại. Đó, anh thấy thương con không? Giờ phút này thương con ha. Cha nhìn thấy con như vậy, trời nắng trời mưa này đúng không? Đi bộ hoặc đạp xe đạp, mà đạp bằng bao nhiêu cây số để đi học không đành. Cố gắng hết sức thì cũng đến vay mượn. Đúng không ạ? Vay mượn được 3 triệu đồng để vay mượn mua xe cho con. Mà đôi khi là cái sự hiểu biết của mình nó chỉ có hạn. Mà cái độ tin tưởng, tin người ra thì nó tin tuyệt đối. Đến giờ phút này anh bị lừa rồi, mắc bẫy rồi. Mua bán bây giờ mình không đặt cọc. Trên mạng nó không đặt cọc gì hết á. Đúng không ạ? Mình biết mặt người ta cũng không đặt cọc. Thuận mua vừa bán, tiền trao cháo múc, thóc da gà mổ, đúng không? Ê, bây giờ thóc chưa da mà anh chưa biết là cái hiện nay là gà thật hay gà giả, gà trong hang, trong cống không à. Đúng chưa? Số điện thoại anh bao nhiêu? 0867219464. Anh đọc lại nào. 0867 0867 219 646. Anh họ tên là gì? Tôi Lê Em Hùng. Hy vọng trong thời gian tới thì có các cô chú anh chị, nếu ai xem được cái hoàn cảnh này của anh, nếu mà thương tình thì giúp đỡ anh một phần nào đó, để anh có ước nguyện là gọi là mua được một chiếc xe đạp gọi là cũ cũng được, để tạo phương tiện để cho con anh đi học những ngày nắng mưa đỡ khổ. Bởi vì một em bé phải nói là rất ham học đúng không, mà một vùng quê rất xa, bây giờ để mong muốn được một chiếc xe đạp để đi học, mà đó là cái ước nguyện cũng rất khó khăn đối với gia đình anh nhé. Hy vọng trong thời gian tới thì có nhiều người biết đến hoàn cảnh của anh, thương tình giúp đỡ anh một phần nào đó anh nhé. Rồi, anh còn điều nào muốn chia sẻ không? Thì tôi cũng nhân đây, tôi cũng chia sẻ với bà con mà. Kiểu như là có ai có mua như xe đạp trên mạng á, thì nếu như gặp được cái vị trí Gò Công hoặc là cái số điện thoại mà nó đưa cho mình gọi á. Số điện thoại mấy? Mấy số điện thoại lừa đảo số mấy? Bà con cái nghe số điện thoại lừa đảo của nó là gì? Rồi, số nào đâu? 76 mà, vâng, 96 là chị 76, 96 cuối chứ? Dạ, 96. Nên bà con cảnh giác nha, thấy cái số điện thoại mà bán sạch điện cũ nè là 055 901 5796 là tránh xa cho bà con. Cũng là nữa, bà đọc chậm cho bà con nghe nè. Bà con thấy số điện thoại mà bán sạch điện cũ
bà con cách xa dùm bởi trên mạng xã hội, là số lộ đó là 055 901 5796. Bà con cảnh giác tránh xa cái số điện thoại này ra. Bà con cái trang gì đó bán á, cái trang là trang Facebook hình gì Facebook á, giá 700 nó đẩy là giá 700 giá Facebook cũng là giá, giá 7 giá 700 giá 700 giá ra đúng không, giá 700 đúng không, chữ gì đúng không, giá 700 á, giá 700 Facebook là giá 700 rồi. Còn là chương trình lừa đảo xe đạp điện đúng không? Chứ mà nếu mà ai mà có phát hiện nó thì báo về đội hiệp sĩ Bình Dương để mấy anh rồi bắt nó để cái này còn có ảnh hưởng tới những người khác nữa. Cái này nó không ra mặt, nó khôn lắm, lừa đảo mà nha. Cái trang giả luôn. Lừa đảo. Trang giả lừa đảo khôn lắm nha. Rồi bây giờ thì cái cuộc trò chuyện mình thì cũng tương đối là cũng dài rồi. Bây giờ hiện nay thì cũng còn rất nhiều người, nhiều cô chú anh chị còn đang chờ để anh em mình chứng minh Dương ghi hình để đăng thông tin nha. Hy vọng là trong thời gian tới thì anh cùng với gia đình, người thân luôn luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa anh nhé. Anh không cảm ơn em. Và con với đội sẽ giúp. Hiện nay là nói chung là con ở đây là bây giờ nó bây giờ không có đăng hình nó lên. Bây giờ chừng nào mà nó hẹn nó được 3 bữa mà nó không có trả lại máy móc cho em á, cả đáng cho em thì anh sẽ đăng hình ảnh lên, thấy không? Đăng hình nó lên nên mọi người là vâng. Chơi bạn là phải cảnh giác như này này. Không có đưa tài sản cho nó, đưa tài sản nó bán là bây giờ mình chịu sao, hiểu không? À, đó, em anh cho cái năm này em họ tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Anh Dũng, sinh năm 84, em quê An Giang. Em tự nhiên lên đây hả? Dạ. Tự nhiên lên đây gặp Trịnh Trinh Hải. Tại vì bữa đó là em đi về dưới để em biết cho bên công an của em ở chỗ em ở, ở xã đó. Là nói là em đã cho bạn này mượn cái một số tài sản hết, tất cả của một cái quán mì ca của em ở An Giang đó. Trong thời gian đó là em hè là em đóng cửa, tạm thời đóng cửa, em lên Sài Gòn để làm thuê kiếm thêm một món vốn rồi em về em mở cửa bán lại. Thì bạn này đó là bạn này nói là bạn không có đủ điều kiện để mở một cái quán cơm, thì bạn có ý ngỏ lời là mượn tài sản của em rồi để em có hứa là nó lớn lên anh cho em mượn, nhưng mà khi nào anh về qua em mở cửa lại thì em sẽ trả lại cho anh. Xong trên dưới đâu một tháng mà bạn đăng thanh lý luôn mà em cũng không hay. Khi mà em đã tìm được cái mặt bằng ở trên Sài Gòn đó, thì em đặt cọc cái 5 triệu rồi. Rồi. Bắt đầu ngày mai là 15 là em sẽ ký hợp đồng. Nhưng cuối cùng liên lạc cho bạn từ ngày 24 tháng 8 vừa rồi thì bạn không bắt máy, không nhắn tin gì hết. Khi mà em đã nói là em sẽ nhờ cộng đồng mạng để hỗ trợ thì bạn bắt đầu nhắn tin cho em rồi xong sau đó bạn còn thách thức nữa. Thì em bây giờ em cũng bí đường bên thì em cũng nhờ một người anh là ở quận 8, anh nói là chỉ có đường là đến với lại đội hiệp sĩ của anh Hải thôi thì có thể tìm ra bạn này. Nói chung là ai mà đến đi về Bình Dương mà ghé là anh giúp hết. Đến về kia nếu mà nó Bình Dương là sẽ bắt cấm sống đó. Ở là anh em là lúc nào cũng cấm sống á, ai mà ghé Bình Dương là báo là có rồi cấm sống hết. Rồi bây giờ hỏi thiệt cho em là em báo cái vụ này báo cho công an địa phương chưa? Em thì nếu mà chưa có báo được, tại vì ở trên này em chỉ xin nghỉ có ngày, rồi cái xong cái ở trên này gọi lại em phải lên liền. Bây giờ em phải nói chung là em phải báo công an địa phương là giao tài sản cho mình đem đi bán, ha. Đó cái đó có bằng chứng thì tôi mới bắt được ha. Bây giờ em phải về báo công an liền. Còn đối tượng này trong vòng 3 ngày mà không trả mà tài sản cho em á, thì anh em sẽ đi cấm sống đó, theo nó thẳng với em là gì, ai mà ghé ở địa bàn Bình Dương là báo thì chỉ phải là bảo đảm với em là trong vòng 3 bữa là bắt được đó, thì nói cho biết vậy. Giờ em có lời nói cho nó trả cả thẻ lại cho em. Sẵn đây thì anh cũng nói thật đó là anh cho em mượn đồ thông của nguyên một cái quán mì cay mà anh vừa gầy dựng đó, vừa mượn vừa anh góp vốn hơn năm anh làm là hơn 100 triệu, thì anh cho em mượn thông thì anh hy vọng là em trả lại cho anh. Còn nếu em đã bán thanh lý rồi thì phải gặp anh nói chuyện như thế nào, để bây giờ hiện tại anh vừa cho em mượn mà em bán thanh lý mất tài sản của anh, cũng giống như là anh đã đặt cọc tiền mặt bằng ở Sài Gòn là 5 triệu anh cũng mất trắng luôn. Thì anh hy vọng em sẽ liên lạc cho anh qua số điện thoại 0974 385 550, và anh cũng đã biết em đang ở Bình Dương ở chỗ Mỹ Phước 4. Anh hy vọng là em sẽ trả lời cho anh sớm nhất có thể trong 3 ngày, còn nếu không thì chắc anh sẽ nhờ bên đội hiệp sĩ của anh Hải sẽ đưa hình em lên trên trang. Thì lúc đó em đừng có trách anh tại sao là vô tình với anh em mình đã chơi với nhau trong bao lâu rồi. Anh hy vọng anh sẽ trả lời đó. Bây giờ nói chung ra là
em trai thì đã lên báo cho chỉ huy Nguyễn Hải rồi, đã hứa với em là trong vòng 3 ngày nay, mình trong ngày 3 ngày nữa mình không trả tiền cho em á, thì anh sẽ đi tìm á, hoặc là 3 bữa sau là em đến đây rửa cho anh tấm hình lớn lên, rồi anh sẽ chăm sóc nó theo đưa ra mẹ cái bản sổ là ở đây có 300 em đi hiệp sĩ Bình Dương sẽ đi tìm á, ha, đó. Thầy rồi thì nó kêu là lang thang ngoài đường giúp phụ giùm bằng 400 người đến trăm bánh bằng 400 người ờ bằng 400 người nên bà con bác chia sẻ clip này mạnh lên để cho đối tượng thấy đối tượng sẽ trả ha, đó là bà con bác ơi chia sẻ mạnh lên bà con báo là phải giúp anh em rồi xin anh giúp hết ha. Nhưng mà hiện nay em làm ở đâu? Dạ hiện nay là mở 210 bà hà. Có hành đâu? Dạ có hành đó. Bây giờ là gọi là mới gọi là đề ba thôi. Đề ba mới nói cho nó thôi. Nói cho nó biết thấy thấy trên mạng xã hội thì nó sẽ điện thoại cho mình bảo đảm. 3 ngày nữa là cho hình đại diện trên luôn. Đó là sống. 3 ngày đó là lên nhiều trang báo luôn. Đó. Rồi bây giờ ông là tên tuổi là gì? Tên tuổi mọi em nói lớn thì mọi người họ biết. Dạ em tên là Nguyễn Anh Dũng, sinh năm 1984, hiện tại em làm việc phụ quán ăn ở tại 210 Bà Hà, phường 10. Thế còn cái người có cái người mà lừa đảo em á? Cái thằng bé lừa đảo là tên Nguyễn Phụng. Em chỉ biết là sinh năm 93 thôi mà ở tạm trú ở tại phường Núi Sam ở tại thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang. Đang ở khu vực nào vậy? Bây giờ thì em nghe một người bạn ở dưới Châu Đốc nói là đang lên trên Bình Dương ở Mỹ Phước 4. Rồi Mỹ Phước nào cũng tóm hết. Được, tóm hết, nhưng mà anh hỏi đi là cái hàng mà nó lấy cả em bé nó mời trai mời gái để biết anh bây giờ nó là người trong cộng đồng LGBT. Rất là ngon. Nói chung là anh vợ mướt rồi anh vô cái cộng đồng này tìm hiểu rồi sao? Ha? Vô không ra nổi đâu. Vô biết anh ra nổi không nữa. Anh nói thiệt với anh là đồng riêng. Vẫn còn nói gì cộng đồng đó là còn riêng. Đúng rồi. Chứ cái vợ vẫn còn riêng lắm mà. Cộng đồng đó là còn riêng. Rồi bây giờ thì hiện nay thì cái cuộc trò chuyện của mình thì cũng không có dài. Nhưng mà chia sẻ này hy vọng là cái người mà lừa đảo em ấy, và là mình cho mượn quán đúng không? Anh em đấy đã cảnh báo nhiều lần. Tiền tài sản của mình là mình phải nắm giữ. Tiền hoặc tài sản là mình phải nắm giữ. Mà tiền hoặc tài sản mình mà giao cho người khác, đến khi tìm là rất mệt mỏi. Tìm được đến cái giờ phút này chẳng biết là người ta còn tiền hay không. Nhưng nếu thực sự là mọi người cái người này đang lừa đảo em ấy mà không trả tiền em thì cái câu chuyện này nó cũng phức tạp lắm nhá. Hy vọng trong thời gian tới đây cũng là một bài học, một cái kinh nghiệm. Trong mấy chục triệu thì nó cũng lớn, nhưng mà đối với một cuộc đời con người ta thì nó hoàn toàn không lớn chút nào, đúng không? Và đặc biệt là đối với danh dự của một con người ta thì hoàn toàn lại càng không phải lớn. Hy vọng những người đó xem được chắc chắn là sẽ phải liên hệ cho anh em hiệp sĩ Bình Dương hoặc sẽ phải trả tiền cho em nhá. Còn là bây giờ giao hẹn cho người ta 3 ngày, nếu 3 ngày người ta không liên hệ, đúng không? Thì em tiếp tục về đây, dựa một tâm hình lớn lên nhá, 50 nhân với một gọi là dài là 80 đi cho nó rộng lên, in một tấm hình lớn đăng lên nhá. Tại vì anh còn cho cơ hội chứ mà lên trên của anh là cả nước và thế giới không biết nữa, nên anh cho nó con đường sống. Nên đạo sĩ xem trước khi anh hạ đạo sĩ Hải muốn quay ai mà phải điện lên trước, mà nãy anh điện được 4 máy, nhưng mà anh cho nó con đường sống ha, hẹn nó trong 3 ngày, nếu không trả là con cho nó lên mạng xã hội luôn ha, coi gì thôi đó. Nên mọi người đã chia sẻ mạnh cho mọi người.